Cam ơi, có một cái ông gấu, ông ấy đang nói gì kìa? Hình như ông này là ông bán rượu đấy. Ô, chả cái quan kia kìa. Anh biết rồi, trò này là trò chơi bắn súng đấy. Cam có thích dùng khẩu này không? Ở đây có rất nhiều các khẩu súng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và rất nhiều đằng phía kia nữa. Bây giờ chúng mình sẽ tổ chức một cuộc thi, thi xem ai bắn súng siêu nhất. Nếu như mà bắn được vào mấy cái con kia kìa là nó sẽ kêu lên đấy. Đấy, tớ thử dùng cái khẩu này tớ bắn cho xem này. Ôi, khẩu của anh to hơn khẩu của em Cam nhá. Đấy, nhìn thấy chưa? À, nhìn kia, nhìn kia. A few moments later. Nào, các cậu đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tớ sẽ mời bắn trước. Đấy, tớ bắn cho bà cái mũ rồi cái kia. Rồi, tớ nhìn rồi. Đấy, em Cam bắn đi. Ôi, em Cam bắn 3 phát rồi chưa trúng cái nào cả. Bây giờ đến anh chơi hẳn cái khẩu to nhất này luôn. Đấy chưa? Hình như là đầu nó giống một con chó ấy cậu ơi. Nhưng mà con zombie đấy nó ở đây làm gì nhỉ? Sao nó lại chạy qua chỗ mình? Hình như nó dẫn chúng mình đi đâu à? Thế thì đuổi theo nó thôi cậu ơi. Hey, what happened? Nhím ơi, tớ phát hiện ra có một cây cầu. Wow. Có rất nhiều cái ống phun nước. Thế nhưng mà ở bên trong cây cầu kìa có một con zombie đang canh giữ cái gì ấy cậu ơi. Nhím ơi, đi nhẹ thôi. Đây là dòng sông gì ấy? Chưa kìa, tớ nhìn thấy con zombie rồi kìa. Đây này cậu ơi. À, con zombie này hình như là nó đang canh giữ một cái cổng cậu ạ. Một cái cổng bên trong có ai không biết cậu ơi? Tớ không biết có ai không, nhưng mà con này nó đang chặn rồi, nó không cho mình vào đâu. Nếu mà muốn vào được phải tiêu diệt nó ra cậu ơi. Được rồi, để tớ bắn cho nó một cái này. Súng á, thì tớ có đầy luôn. Cụp luôn. Ôi, nhìn này, đổ cả con zombie, đổ cả cổng rồi. Đâu, để tớ thử xem nào. Ôi, ôi, một con zombie có hai cái sừng ở trên đầu này cậu ơi. Hai cái đinh chứ không phải hai cái sừng đâu. À, hai cái đinh à. Quần áo thì mặc rách rưới này, mà cái tay cái chân trông sợ chưa này. Thế còn bên trong cái cổng này là ai vậy? Ừ. Wow. Cái gì đây cậu ơi, chắc tớ chỉ nhìn thấy mỗi cái mồm thôi. Tớ không biết được, đây là ai thế nhỉ? Eternity later. Đây là kẹo mắt hình đôi môi cậu ạ. Cái kẹo mắt này có thể nhảy được. Tớ nhìn thấy có cái dây cót ở bên này này. À, nó có hai cái bàn chân to đùng này. Đúng rồi, vặn dây cót này và thả nó xuống để cho nó nhảy. Ui, hay chưa? Nó nhảy nó còn tự chạy lòng vòng được luôn. Nào Cam ơi, thơm đôi môi này một cái nào. Nhu chặt. À, cái này cái môi dày nhảy, dày hơn cả môi em Cam luôn. You. Tớ nhìn thấy có một con zombie nữa cậu ơi. Nó đang canh giữ cái gì màu vàng vàng ấy nhỉ? Ở đâu Cam ơi? Ui ui, cái cậu ơi, sao tiền gì lại chảy hết cả ra đường thế này nhỉ? Cả một túi tiền to thế này. Hình như đây là tiền của cướp biển hay sao cậu ơi? Đây là những cái thỏi vàng ấy, vàng này là vàng nặng ấy. À, con zombie này cậu ơi. Hình như con zombie này được các cái tên cướp biển thuê để trông giữ vàng cậu ơi. À, nó đang đứng đây nó canh giữ cái đống vàng này à? Thế thì con zombie này là con zombie xấu rồi vì nó làm việc cho cướp biển. Để tớ sẽ cho nó một bài học. Kéo này, chuẩn bị con zombie này. Boom. Yeah. Có nhiều vàng không em Cam? Ôi, không được đâu em Cam. Đống vàng này không phải của mình đâu mà thuộc về mình. Chúng mình phải báo công an. Đúng rồi, mình phải đi báo công an thôi. Bởi vì đống vàng này là của những tên cướp biển mà. Đi ra đây đi Cam ơi. Ồ mến, trên đầu cậu kia kìa. Đây là những tên cướp biển. Đây không phải là cướp biển đâu cậu ơi. Đây là những tên cao bồi. À đúng rồi, cao bồi thì mới đội mũ kia đúng không? Đúng rồi, cái mũ này là mũ của cao bồi. Ở giữa là con gì màu hồng thế kia nhỉ? Một con lợn màu hồng cậu ơi. Con lợn này cũng đang đứng trên một cục tiền này. Thôi, tao mới nhắm cửa vào. Dính cái cậu ơi. Nặng quá. Ai hốt đi mà. Lại lại con zombie.
giống hình cái con zombie chó vừa đấy cậu ạ. What the hell? Nhìn này, củ của chân của mình rồi, to chưa? Cái tay còn đang cầm hai cái đông chim thôi. Wow. Ơi, ở đây có hai người trông này. Nhưng mà nhỏ hơn hai người vừa lúc nãy. Đâu, cậu nhầm rồi Trang ơi. Không phải là người trâu đâu. Trâu bình thường có hai cái sừng phải cong cong cơ mà. Còn đây không phải là con trâu. Cậu nhìn cái sừng này nó xoắn. Đây là một con cừu đấy. Con cừu hay là con dê gì đấy? Con dê, đúng rồi, con dê. Không phải con cừu đâu cậu ơi. Đúng rồi. Nhìn này, mặt này là mặt của một con dê. Hóa ra đây là người dê à? Cái khu này tôi phát hiện ra có cái gì kỳ lạ lắm cậu ơi. Có ba cái bàn mà trên các cái bàn này có cái gì? Hình gì đây này? Có các con vật này cậu ơi. Hình như đây là một nông trại vui vẻ đúng không cậu? Còn đây là một cái thuyền đang bơi trên sông này. Ở đây có cả một cái hồ nước này. Ở đây là con gì này? Đây là con lạc đà cậu ơi. Còn con này là một con ngựa. Wow, cậu ơi. Đây là cát. Đây là một cái sa mạc cát cậu ơi. Ở trên này toàn là cát thôi. Cảm ơn một con cá sấu này. Để tôi bắt con cá sấu này nhé. Bắt cá sấu. Ô, nó chui mất rồi. Nó lạc mất rồi. Đây, nó lại chui lên đây này. Đây, đây là một con thuyền. Còn đây, đây là con gì vậy? Con này là hà mã này. Để bắt con hà mã này nha. Ô, nó lại chui mất này. Nó sai nhỉ. Đố Cam biết con này là con gì Cam ơi? Con trâu. Còn đây là một con lạc đà này. Để tôi bắt chặt đầu con lạc đà này nha. Ô, nó không chui mất này. Thôi, Cam ơi, đừng chơi trò này nữa. Lại đây, tôi còn phát hiện ra trong này nhỏ này là nó sẽ hiện lên trên màn hình lớn kia đúng không? Đúng rồi, kia kìa, cái của em Cam, nó có chữ Cam trên đầu, sao nó đang chèo thuyền kia kìa cậu ơi. Thế thì bây giờ ba người mỗi người vẽ một con thử xem con của ai đẹp nhất nhá. Bây giờ tớ sẽ chọn con chim này. Đấy, tớ sẽ tô màu con chim này nhá và tớ sẽ đặt tên con chim này tên là Trang Cady. Đấy, Trang Cady nhá. Ok, xong sau đó tớ sẽ tô màu cho con chim này. Tớ sẽ tô nó có một mái tóc màu xanh này, một chiếc váy màu đỏ, một chiếc mũ màu vàng, một cái vòng cầm tay màu vàng, đôi giày sẽ là màu tím, chiếc mỏ sẽ là màu gì đây, màu cam. A few moments later. Rồi xong rồi, sẽ bấm vào chữ sen này đúng không? Đúng rồi đấy, ấn vào đấy là gửi lên. Kia kìa, có bạn Trang lên rồi kìa, một con chim kìa. Here we go. Các cậu vẽ chắc chắn là sẽ xấu. Bây giờ nhìn này, để tớ vẽ lại cái con cá sấu này nhá. Vẽ đẹp cực luôn. Đầu tiên là cái gậy màu đỏ này. Đấy, tớ chỉ được chấm nó lên luôn. Tiếp theo là cái mồm màu xanh này. Đấy, mái tóc tớ sẽ cho màu nâu đi. Đây này. Cho cả cái chân màu nâu, cho chân màu nâu luôn. Tiếp theo là một cái vòng màu cam này. Cái phần trang trí màu trên này sẽ cho màu đỏ nhá. Màu vàng nữa này. Bốn con rắn trên đầu cho màu vàng hết luôn. Wow. Tiếp theo là bộ váy sẽ cho màu gì nhỉ? Một màu vàng cam này. Màu đỏ sẫm này. Đấy.
Được rồi đấy, tớ nghĩ đây sẽ nè. Tên của tớ nha, nhím nha. Hoàn tất này. Ô, em Cam kìa, đây là chiếc thuyền của em Cam. Em Cam bé hoành hoài quá. Cam em xấu chưa? Em xấu, em mẹ đẹp nha. Cam ơi, nhìn này cái trò này cao chưa này? Đây là trò leo núi đấy các cậu ơi. Bây giờ mình sẽ bán vào đây để leo lên đúng không? Leo lên tít trên cao đi kìa. Chị còn nhìn thấy có một cái cầu trượt siêu dài kia kìa em Cam ơi. Hoppy.